Lượt thua con tay, xin ngay quà khủng, quay số trúng thưởng với tỷ lệ cực cao. Giải nhất 40 xe MT15, giải nhì 120 laptop Acer Nitro 5 cùng hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy, hỗ trợ ngay 1.500.000 đồng phí trước bạ khi mua xe. Rất là cảm ơn vì chị có tặng quà này cho em, nhưng mà em xin phép được từ chối ạ. Ok. Chị Ngọc thì em đoán là sẽ cần một người mà yêu lâu dài đúng không ạ? Bây giờ em chỉ yêu chơi thôi. Anh tên Long đúng không? Dạ vâng ạ. Nghe giọng giống Hà Nội không? Dạ vâng, em ở Hà Nội. Cực kỳ dễ thương quá. Long chắc mình đang đi học đúng không? Dạ vâng ạ. Cái gì mà dạ vâng không vậy Long? Nói vậy. Gì Long? Em học ở bên Hà Lan. Tận bên Hà Lan cơ. Xa lắm. Ý là hiện tại Long đang đi du học bên Hà Lan luôn. Vâng ạ. Vậy thì khi nào Long lại đi du học tiếp tục? Khi nào hết dịch? Hết dịch hả? Đi được khoảng bao lâu rồi? Đi được khoảng 2 năm. 2 năm. Vậy thì Long tính là ở Hà Lan, Long học xong thì Long sẽ quay về hay là Long đi luôn? À không, cái này thì phải về. Bởi vì ở nhà chỉ có mình mẹ thôi, bố mất rồi. Vậy thì giống Ngọc. Thế là đồng cảm à? Vậy chị Ngọc thích gì ạ? Chị Ngọc thích đi du lịch nè. Thích xem phim, với cả là thích nghiên cứu một chút về đồ công nghệ, thích nấu ăn rồi. Nếu mà có sở thích về công nghệ thì cùng thế rồi. Đúng rồi, chính xác. Và nếu mà muốn đi du lịch thì nhà Long có một cái resort ở Phú Yên. Nói với tôi không có cái khoai nào. Nghe hứng thú vậy ta. Không, tại vì Phú Yên thì Ngọc chưa đi đến bao giờ hết. Phú Yên có cái resort 5 sao của nhà Long. Nói 5 sao thì chi tiết hơn, không phải nói theo. Phú Yên có một cái vùng biển gọi là Bãi Hồ, thì nhà Long thầu rồi, chuẩn bị xây khách sạn ở đó. Đó giờ thì Long trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bốn. Là quen người nhỏ tuổi không hay là quen người có người lớn tuổi? Tất cả là bằng tuổi trừ một người hơn 4 tuổi. Là quen bằng hoặc là trở lên thôi đúng không? Đúng rồi. Hiện tại thì đang hơn 4 tuổi luôn á. Không sao. Sao không nói chuyện hai người không nhìn mặt nhau chứ vậy? Sao mong không nhìn mặt Ngọc vậy chứ vậy? Hồi nãy nói xinh mà không nhìn. Dạ, ngại lắm. Ngại lắm. Em cũng ngại. Ở Hà Lan thì thường Long có hay đi đâu đi chơi không? Có cái sở thích là hay đi dạo một mình vào buổi tối. Trời càng lạnh càng tuyết rơi thì càng đi. Lạ không? Đúng rồi. Là chỉ có hay đi dạo một mình thôi, không có đi ngay hết. Rồi. Có ai thì cũng đi cùng đấy, nhưng mà chỉ có một mình thì biết là thế nào. Có gì xin mời Ngọc sang Hà Lan chơi. Ok, nếu là có gì. Cái đó xa quá, Ngọc không nghĩ tới. Long đang học ngành gì bên Hà Lan không? Học ngành gọi là quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Mẫu người yêu của Long như thế nào? Thật ra là nếu mà nói về mẫu người yêu thì khó lắm. Thường là những mối tình trước đây là gặp nhau, nói chuyện dần dần rồi tự dưng yêu nhau lúc nào không biết. Chứ không phải là do có một cái gu nào đấy cụ thể để mà ốp vào người này đúng gu thì là yêu. Không có chuyện đấy. Đây là chỉ là dựa vào cảm xúc thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà bây giờ Ngọc ở Việt Nam thì sao? Có khó khăn gì không ta? Có chứ, nhưng mà chỉ cần không ngại thì Long sẽ đi từ bên đấy về đây. Thôi, tới câu đó là vô được rồi. Thời gian không có nhiều, bây giờ mình tuổi trẻ ai cũng trẻ hết trơn hết trọi á. Mà ngày hôm nay cũng rất là vất vả mình mới gặp được nhau. Ngọc cũng thấy là hai chị em mình rất là vất vả. Long nãy giờ cũng hiểu được. Đi với chị mà thấy mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại là em biết chị vất vả như thế nào. Ngày hôm nay đây là cơ hội cuối cùng của Ngọc.
đây là một cái cơ hội tự nhiên vô tình mà nó đến với Long. Long đang ngồi chơi cũng không nghĩ rằng tự nhiên có một người nào đó tới đặt cái vấn đề vào và đưa mình đi gặp một cô gái đáng yêu như thế này. Mọi chuyện là tùy duyên. Quyết định là quyền của các bạn, chị cũng không nói thêm nữa. Hai bạn cũng đủ lớn, đủ trưởng thành, mặc dù không phải là già dặn. Rồi còn cái chuyện về tương lai, về sau thì nó còn xa lắm, nó còn dài lắm. Đó là do, con đường đó là do hai bạn tự chọn. Thì bây giờ trên tay chị Tường cầm một cái bông hồng. Bây giờ hai bạn sẽ đứng xoay lưng lại với nhau, hai bên của chị Tường. 30 giây để hai bạn tự suy nghĩ. Nếu bạn nào muốn tỏ tình với người bên kia thì đến, thì lấy cái cây hoa này từ tay chị Tường và mở lời với người bên kia. Nếu cả hai không ai lấy cây hoa này hết, có nghĩa là các bạn không đồng ý kết bạn với nhau, không đồng ý kết đôi với nhau. Hiểu không? Long hiểu không? Dạ. Mới đi có 2 năm phải hiểu chứ, đúng không? Tại chị có hỏi Long là em có phải là mẫu người chung thủy hay không. Nếu như mà yêu xa thì tất cả những câu hỏi đó các bạn phải tự có câu trả lời để đưa ra quyết định. Đây là một cái chương trình tuy rằng là mình gặp nhau ít, nhưng ý nghĩa của cái chương trình này là nó nghiêm túc. Khi chúng ta đồng ý chọn, ta tìm hiểu là một cái sự chân thành. Hiểu từ tỏ tình chưa? Rồi mời hai bạn đứng lên. Ơi hoa hồng, hỡi hoa hồng, hôm nay ngươi sẽ lọt vào tay ai? Tặng cho Long. Mặc dù là nói chuyện với Long rất là ít, nhưng mà em cảm thấy là khi mà trong cái cuộc mà đối thoại với Long á, em cảm thấy là Long là một người có những cái chắc chắn trong cái lời nói của mình. Bạn cũng mặc dù là bạn ở xa, nhưng mà em hy vọng là em có một cơ hội làm bạn với lại bạn. Cảm ơn Ngọc. Cảm ơn chị Ngọc. Em rất là cảm ơn vì chị có tặng cái hoa này cho em, nhưng mà em xin phép được từ chối ạ. Ok. Chị Ngọc thì em đoán là sẽ cần một người mà yêu lâu dài đúng không ạ? Bây giờ em chỉ yêu chơi thôi. Nói như vậy nhưng mà không phải là gọi là gì nhỉ? Tức là hiện giờ thì sự nghiệp của em chưa ổn định, chưa có sự nghiệp, chưa có cái gì cả. Lo cho thân mình còn chưa xong thì không thể lo cho người khác được. Mà ông không muốn là để gia đình vợ lo thì nó. Thì ông rất là xin lỗi. Ngọc quý cái con người của Long á, kiểu rất là chân thành, với lại kiểu có một cái chút gì đó nói chuyện nó hay ho, không có gì cả.